Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 19 tháng 9, U23 Việt Nam gặp Biến ngay trước giờ đấu Mông Cổ. Ngay trước giờ đấu Mông Cổ, Olympic Việt Nam đã nhận liền hai tin không vui về lực lượng. Cụ thể, hậu vệ Phan Tuấn Tài bị đau ở phần gót chân trong lúc tập luyện, dù được đưa ra ngoài trường đá ngay sau đó nhưng tình hình của anh vẫn chưa ổn. Trong khi đó, tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng bị đau mắt đỏ. Dù có thể ra sân tập cùng đồng đội nhưng nếu thi đấu, thì điều này sẽ gây ra rất nhiều ảnh hưởng tới anh. Nếu cả hai không ra sân trong màn so tài với Mông Cổ, thì đây sẽ là tổn thất rất lớn với Olympic Việt Nam. Tuấn Tài lúc này đang đóng vai trò thủ lĩnh hàng phòng ngự của đoàn quần áo đỏ. Cạnh đó, anh còn thường xuyên có những pha phất bóng dài chuẩn xác để phát động tấn công. Với Nhâm Mạnh Dũng, đây là cầu thủ quá tuổi được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn gọi đi dự ASEAN 19. Chân xuất sinh năm 2000 có kinh nghiệm thi đấu phong phú cùng bản lĩnh trận mạc khá tốt. Anh được kỳ vọng sẽ là chỗ dựa tinh thần cho toàn đội ở giải đấu trên đất Hàng Châu, Trung Quốc. Vắng cả hai trụ cột và gặp nhiều khó khăn, nhưng người hâm mộ cũng không nên quá lo lắng vì U23 Việt Nam vẫn được đánh giá là vượt trội so với Mông Cổ ở trận đấu lúc 15 giờ chiều nay. Tại ASEAN 19, Olympic Việt Nam rơi vào bảng B, bảng đấu được coi là khó khăn khi có sự hiện diện của hai nền bóng đá hàng đầu châu lục là Olympic Iran và Olympic Saudi Arabia. Mục tiêu của Olympic Việt Nam ở ASEAN 19 là cọ sát và tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên, cơ hội hoàn toàn có thể rộng mở với đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn lọt vào vòng đấu loại trực tiếp nếu giành chiến thắng trước đối thủ được đánh giá yếu nhất bảng là Olympic Mông Cổ để tự tin bước vào hai lượt trận quyết định gặp Iran và Saudi Arabia. Olympic Việt Nam với nòng cốt là các chân sút của đội tuyển U23 kết hợp với hai cầu thủ trên 23 tuổi dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ làm nhiệm vụ tại ASEAN. Dù đội hình có 18 cầu thủ từ đội tuyển U20 song sở hữu thành tích khá ấn tượng và kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dặn. Nổi bật nhất là ngôi vô địch U23 Đông Nam Á và một số chân sút vừa thi đấu tại vòng loại U23 châu Á. Dù có ít thời gian để chuẩn bị nhưng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn không quá phải lo lắng bởi phần lớn các cầu thủ Olympic Việt Nam đều rất hiểu nhau. Vấn đề còn lại với nhà cầm quân người Khánh Hòa là sự sắp xếp nhân sự, lối chơi như thế nào trước từng đối thủ ở vòng bảng. Gặp Mông Cổ trận ra quân, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định ông và các học trò không chủ quan. Đây cũng là trận đấu có ý nghĩa rất quan trọng với Olympic Việt Nam, bởi nếu kết quả tốt, có thể giành vé đi tiếp khi vào 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Vì thế, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nhiều khả năng sử dụng đội hình mạnh nhất nhằm đảm bảo cho một chiến thắng. Tùy vào kết quả và diễn biến trên sân, nhân sự ở Olympic Việt Nam sẽ có những thay đổi một cách hợp lý. Từ Hàng Châu nhớ Thường Châu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết: "Tôi biết người hâm mộ nước nhà đang kỳ vọng Olympic Việt Nam sẽ tạo được chiến tích tựa như Thường Châu năm 2018, đánh dấu một thế hệ cầu thủ tài năng, cũng như sự phát triển vượt bậc của bóng đá Việt Nam. Muốn thế, phải bắt đầu từ trận đấu chiều nay với Mông Cổ. Chỉ còn ít giờ đồng hồ nữa trận đấu sẽ diễn ra. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để đáp ứng lòng mong mỏi của người hâm mộ cả nước, dù biết giải đấu này là thử thách cực đại." Trước đó, chiến lược gia người Khánh Hòa cũng cho biết, dù lực lượng của Olympic Việt Nam trẻ nhất ASEAN 19, với độ tuổi trung bình chỉ là 20 nhưng ông không lo lắng về chuyên môn, vì đội đã chuẩn bị chu đáo cho giải đấu. Ở bên kia chiến tuyến, Olympic Mông Cổ sử dụng lực lượng nòng cốt với các cầu thủ vừa thi đấu tại vòng loại U23 châu Á 2024. Tại sân chơi này, U23 Mông Cổ đã lần lượt qua U23 Lebanon với tỷ số 1-1, dù có bàn thắng dẫn trước, thua U23 Saudi Arabia với tỷ số 1-3 và thua U23 Campuchia 1-2. Trong đội hình U23 Mông Cổ hiện tại có nhiều cầu thủ đáng chú ý như trung vệ Philip Andersen, cầu thủ chạy cánh Dungu Unama AA, tiền vệ Gerald Odebak Ajin, Sat Bayer Bak Bayer. Trong đó Philip Andersen và Sat Bayer Bak Bayer là hai cầu thủ của Mông Cổ đang chơi ở châu Âu. Andersen khoác áo FC Slavia Kia Lviv-Vary ở giải hạng 3 Cộng hòa Séc. Tuy nhiên, hậu vệ từng lên tuyển trẻ Đan Mạch chắc chắn sẽ không thể góp mặt ở giải đấu sắp tới khi không có tên trong danh sách sơ bộ trước đó. Với tương quan lực lượng, phong độ hiện tại, Olympic Mông Cổ rõ ràng là đối thủ vừa miếng của Olympic Việt Nam. Nếu muốn đi tiếp ở vị trí của đội thứ 3 có thành tích tốt nhất, Olympic Việt Nam buộc phải có chiến thắng, thậm chí một kết quả với tỷ số đậm trong ngày ra quân để có lợi thế về mặt hiệu số. Khi có được chiến thắng trước Mông Cổ, Olympic Việt Nam sẽ dễ tính toán ở hai trận còn lại của vòng bảng.